Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn và review cho các bạn về một phần mềm có tên là PDF Shipper. Đây là một phần mềm dùng để tách file cũng như là ghép file PDF mà mình thấy nó rất là hữu ích, tại vì nó ghép file cũng như là tách file được các cái được nhiều trang PDF mà phục vụ cho nhu cầu công việc của các bạn. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái phần mềm PDF Shipper. Các bạn vui lòng ngồi nhìn mình thao tác để các bạn có thể là thao tác và thực hiện lại cho đúng. Trong quá trình thao tác, nếu các bạn gặp vấn đề hay sự cố nào đó thì các bạn vui lòng xem lại video của mình để các bạn thao tác và thực hiện lại cho đúng. Sau khi cài đặt xong thì các bạn vui lòng là mở cái giao diện của phần mềm nó lên. Thì các bạn sẽ thấy là cái giao diện nó như thế này. Thì hiện tại là phần mềm này chỉ có hỗ trợ khoảng 3 ngôn ngữ. Đây là một phần mềm tính phí nha các bạn. Phần mềm này nó tách được nhiều file PDF trong một file chung, cũng như là ghép được nhiều file PDF trong một file riêng. Thì cái tab đầu tiên là cái tab Ship PDF File. Đây là tính năng tách file PDF nha các bạn. Các bạn có thể là nhìn mình thao tác để các bạn thao tác và thực hiện lại cho đúng. Ở đây có các cái tính năng cũng như là các cái option mà các bạn có thể là tự chọn để các bạn thực hiện việc tách file. Thì sau khi các bạn chọn xong hay là cấu hình xong thì các bạn có thể là bấm vào Ship PDF File. Rồi sau đó là các bạn chọn cái đường dẫn và các bạn đặt tên cho cái file tách. Tại vì cái này là tách ra nhiều file cho nên các bạn không có thể nào mà đặt tên cho các từng file được. Cái file xuất ra nó sẽ mặc định. Ví dụ như 7 trang thì 1.7 hay là 1-7 cho đến 7-7 hoặc là 7.7. Đây là cái file mình vừa tách ra. Rồi cái tab thứ hai là cái tab có tính năng là gộp file PDF, merge PDF file. Thì các bạn vui lòng là nhìn mình thao tác để các bạn là thao tác và thực hiện lại cho đúng. Ở đây các bạn có thể là ghép được nhiều file PDF lại với nhau nha các bạn. Nói chung phần mềm này rất hữu ích cho việc mà các bạn tách file PDF cũng như là ghép file PDF với số lượng nhiều.
Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.